Tại huyện Cần Giờ, các tiểu thương đang xây dựng hình ảnh chợ truyền thống từ những điều nhỏ nhất để trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn cho du khách. Em kêu thiệt giá bán hàng ký em là 10.000, nhờ nhiều món, ví dụ như bọn ngư, con 10.000 thì em sẽ là 1.000 một con. Nói đúng giá, niêm yết giá, cân hàng đầy đủ cùng thái độ thân thiện là những cách mà tiểu thương ở đây xây dựng hình ảnh riêng cho chợ hải sản này. Chính vì vậy, có nhiều du khách tin tưởng trở lại nhiều lần. Đi thành phố thì tôi hay qua đây mua ăn. Coi như là mình biết cái giá rồi, ở mọi nơi mình có mua rồi. Thì tới đây là thấy cái giá nó đúng là mình không phải trả giá nữa. Còn tại chợ Bình Tây, ngôi chợ nổi tiếng chuyên bán sỉ đã hơn 100 năm. Vài tháng trở lại đây, ban quản lý chợ đã vận động hầu hết tiểu thương làm quen thêm hình thức bán lẻ để phục vụ du khách trong và ngoài nước. Hàng hóa được các tiểu thương trưng bày bắt mắt hơn, sản phẩm được chú trọng thiết kế để phục vụ thị hiếu của du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Không có chèo kéo khách đúng giá, chứ không có được nói khách. Những cái sản phẩm hướng tới du lịch in ấn làm sao mà cho nó phù hợp, bán lẻ cho khách Việt Nam mình cũng được và khách quốc tế. Xây dựng cẩm nang về du lịch, cung cấp cho khách du lịch khi mà đến chợ, nó sẽ có cái hướng dẫn về cái lịch sử cũng như là các cái ngành hàng lối đi gì đó để cho phục vụ cho khách du lịch tiện khi mà đến chợ tham quan mua sắm. Để làm điểm nhấn đón khách du lịch, từ cuối năm 2023, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đưa các chợ truyền thống như chợ Bến Thành, Bình Tây, Tân Định vào các tour tuyến du lịch đặc trưng, với kỳ vọng không chỉ thu hút được nhiều du khách đến tham quan mua sắm mà còn góp phần giúp chợ truyền thống sớm phát triển ổn định trở lại.